Sau một thời gian dài liên tục thả thính, mới đây Kay Trần cuối cùng cũng thả thính teaser cho MV Nắm Đôi Bàn Tay, sản phẩm đầu tiên kể từ khi nam ca sĩ đầu quân cho MTV Talent. Đoạn video tiết lộ những góc quay nhanh nhưng cực đắt giá của gà cưng Sơn Tùng MTP làm dân mạng vô cùng phấn khích. Dù teaser không tiết lộ giai điệu của ca khúc sắp ra mắt, nhưng netizen lại cực kỳ ấn tượng với những hình ảnh được nhá hàng đến từ vị trí MTV Talent. Trong đó, việc Kay Trần lái trên con xe Lamborghini màu xanh bạc tỷ khiến nhiều người chú ý. Đây là lần đầu tiên Kay Trần ra mắt sản phẩm với vai trò là gà cưng của Sơn Tùng MTP. Do đó, giọng ca phía sau em được ekip công ty chăm chút khá kỹ, từ hình ảnh cho đến đội ngũ sản xuất âm nhạc. Như những thông tin từ trước đó, Nắm Đôi Bàn Tay sẽ là ca khúc được chắp tay bởi Producer Onion cùng Sơn Tùng MTP. Chính những yếu tố kể trên đã khiến cho sản phẩm của Kay Trần càng nhận được sự quan tâm khủng của dân mạng. Được biết, Nắm Đôi Bàn Tay sẽ được chính thức ra mắt vào ngày 2 tháng 7 sắp tới. Cùng đón chờ sản phẩm âm nhạc của gà cưng Sơn Tùng MTP sẽ như thế nào nhé.